Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của tạp chí Kinh tế cuối tuần được phát sóng trên kênh HTV9 của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Là địa phương thu hút đông khách du lịch, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp trong năm qua để đảm bảo an toàn cho du khách. Tuy nhiên, với đặc thù là thành phố đông dân nhất nước, Thành phố Hồ Chí Minh cũng gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ này. Cuộc trao đổi sau đây của chúng tôi với bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch thành phố sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Là thành phố kinh tế năng động nhất nước, hàng năm Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hàng triệu lượt khách quốc tế và trong nước đến tham quan. Để đảm bảo an toàn cho du khách, thời gian qua thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, huy động sự tham gia của nhiều sở ngành. Thành phố đã thành lập lực lượng bảo vệ du khách, thành lập trung tâm hỗ trợ du khách, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các tin báo về trật tự an toàn du lịch. Sở Du lịch thành phố cũng đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm tra hoạt động xe khách phục vụ cho du lịch, xe taxi, ngăn chặn tình trạng gian lận, ăn chặn tiền cước phí của du khách. Các địa phương có điểm tham quan du lịch được yêu cầu tăng cường công tác quản lý để chấm dứt tình trạng bán hàng rong, chèo kéo du khách. Ngoài ra, thành phố cũng thực hiện các video tuyên truyền cho du khách cách xử lý tình huống khi gặp các sự cố liên quan. Tuy nhiên, do địa bàn rộng lớn, tập hợp nhiều thành phần dân cư, trong đó có tội phạm từ các địa phương đổ về, thành phố cũng gặp không ít khó khăn trong việc đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách. Thưa bà, sau một năm thực hiện chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh, an toàn cho môi trường du lịch, thì tình hình an toàn, an ninh du lịch trên địa bàn thành phố thì đã có những cái chuyển biến như thế nào ạ? Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố rất là quan tâm và tập trung chỉ đạo. Trong thời gian một năm thực hiện chỉ thị 18 đó, thì cái tình hình an ninh, an toàn cho du khách và cái môi trường du lịch trên địa bàn thành phố có những cái chuyển biến rất là rõ nét. Cụ thể như là số vụ cướp giật liên quan đến du khách là giảm rõ rệt. Tình trạng chèo kéo, đeo bám khách thì cũng đã được hạn chế nhiều so với trước đây. Các cái địa điểm nhà vệ sinh phục vụ đạt chuẩn phục vụ cho du khách thì cũng có tăng hơn, được các cái đơn vị có quan tâm đầu tư nhiều hơn, và nó cũng đảm bảo cơ bản cái nhu cầu phục vụ cho du khách. Bên cạnh đó đó thì các cái hoạt động liên quan đến vận chuyển hành khách cũng đã được hiệp hội taxi rồi là Sở Giao thông Vận tải có cái quan tâm và thực hiện tốt hơn cái công tác quản lý, và cái sự phối hợp giữa Sở Du lịch với các cái sở ngành có liên quan trong thực hiện các cái giải pháp theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố để đảm bảo công tác an ninh trật tự an toàn về du lịch thì cũng có những cái chuyển biến tốt hơn so với trước đây. Thưa bà, tuy nhiên việc đảm bảo về an ninh an toàn cho khách du lịch ở một thành phố đông dân như Thành phố Hồ Chí Minh thì có gặp phải những cái trở ngại, những cái khó khăn như thế nào? Từ cái thực tế của Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có một số cái khó khăn. Cụ thể như là việc chúng ta không có đủ lực lượng để có thể kiểm tra, xử lý suốt 24/24 giờ đối với các cái taxi dù, taxi nhái, hay là cái việc mà phát hiện và xử lý kịp thời các cái hành vi mà của các cái taxi mà người ta ăn chặn tiền cước phí của khách chẳng hạn, thì hiện nay là mình không có đủ người để mà mình có thể làm công việc này. Và chính vì thế đó là theo cái phản ánh thì có nhiều hơn, nhưng mà là cái số vụ việc được giải quyết một cách triệt để thì nó có hạn chế. Cái thứ hai đó là cái tình trạng mà bán hàng rong ở các cái địa điểm mà có đông khách du lịch tới thì cũng đã được hạn chế, nhưng mà giải quyết triệt để theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thì hiện nay là các cái quận huyện là chưa làm được công việc này. Hiện nay đó thì các cái lực lượng tình nguyện cũng như là lực lượng trật tự đô thị của các cái quận huyện hay lực lượng dân phòng thì các em cũng có rất là nhiều cái nhiệm vụ khác, và như vậy đó thì cái này cũng lực lượng cũng mỏng. Chính vì thế là nó cũng chưa có giải quyết được triệt để cái tình hình này ở tại thành phố. Trong thời gian vừa qua thì thành phố cũng có nhiều cái lực lượng để mà hỗ trợ cho du khách. Thế nhưng mà với cái quy mô khách
hiện nay, rồi là cái tính chất của thành phố mình thì cái lực lượng này cũng chỉ đáp ứng được phần nào cái yêu cầu, và cũng rất là khó khăn trong cái việc phòng chống cái công tác cướp giật đối với du khách. Các quận huyện đều có cái kế hoạch chuyên đề của mình để là trấn áp các loại tội phạm, mà những cái địa bàn có đông khách du lịch thì đều có chú ý đến công việc này. Nhưng mà phải nói rằng là lực lượng chức năng của mình cũng còn rất là mỏng, cái lực lượng mà tham gia hỗ trợ thì lại bị hạn chế ở nhiều thứ, vì họ không có thẩm quyền, rồi là họ cũng ở cái góc độ là hỗ trợ cho du khách là chính thôi. Khi bà nhấn mạnh thì một trong những nguyên nhân khiến cho việc đảm bảo về an ninh an toàn cho khách du lịch trên địa bàn thành phố còn gặp khó khăn là do cái lực lượng chức năng còn quá mỏng. Vậy thì nếu chúng ta giải quyết được vấn đề cốt lõi này thì các cái tồn tại trên có được khắc phục không ạ? Trong thời gian vừa qua là Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo bằng cái đối với các cái quận huyện là có cái giải pháp tổng hợp huy động nhiều cái nguồn để mà hỗ trợ cho công việc này. Bên cạnh đó thì với lực lượng á, thì cái lực lượng chuyên ngành vẫn là cái lực lượng quan trọng. Thì nếu chúng ta có một cái lực lượng chính quy chuyên ngành có thể đảm đương được nhiệm vụ cộng với cộng đồng, rồi với các đoàn thể, với các lực lượng tình nguyện, thì là cái tái lập lại, cái lập lại trật tự, cái an toàn, cái an ninh đó, nó sẽ nhanh chóng hơn, tốt hơn so với cái điều kiện hiện nay. Điều kiện hiện nay thì lực lượng chuyên ngành rất là ít, các anh phải thực hiện một lúc nhiều nhiệm vụ. Các thành phố khác người ta có lực lượng này và họ cũng phát huy rất tốt. Thì cũng không phải chỉ có lực lượng chuyên ngành mà còn cần có một cái môi trường của địa phương đó nữa, có sự tham gia của người dân. Thì thành phố hiện nay cũng đang triển khai theo cái hướng đó, có người dân nhưng mà cũng cần có cái lực lượng chuyên ngành. Liên quan đến cái lực lượng chuyên ngành thì tôi được biết là Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cũng là một trong những đơn vị đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát du lịch. Tuy nhiên thì đề xuất này theo đại diện của Bộ Công an mới đây thì là sẽ không triển khai nữa và sẽ tập trung cho việc là tăng cường các lực lượng hiện tại. Vậy thì ý kiến của bà như thế nào về vấn đề này ạ? Theo tôi thì nếu có được cái lực lượng cảnh sát chuyên ngành thì sẽ rất là tốt để triển khai các cái giải pháp phù hợp mà để đảm bảo cho cái công tác đảm bảo an ninh an toàn cho cái môi trường du lịch của thành phố và của Việt Nam, đặc biệt là ở những thành phố lớn. Và mô hình này thì cũng có ở nhiều quốc gia rồi chứ không phải là không có. Tuy nhiên là nếu như Bộ Công an có một cái giải pháp khác để cũng với cái lực lượng của mình có thể tăng cường các cái hoạt động, tăng cường thêm nguồn nhân sự để thực hiện hỗ trợ cho các quận huyện và để thực hiện cái nhiệm vụ này thì trước mắt thì cũng có thể chấp nhận được theo cái hướng này, nhưng mà cũng cần phải có sớm, và cái phương án đó cũng phải có sớm trong cái điều kiện hiện nay, để nó có thể rằng lực lượng này chưa cần ở những cái địa bàn mà không phải là địa bàn trọng điểm về du lịch, nhưng mà đối với những địa bàn trọng điểm về du lịch hiện nay thì rất là cần cái lực lượng chuyên ngành này. Như bà có nói, tức là hiện nay thì thành phố cũng nâng cao cái vai trò của người dân trong cái vấn đề đảm bảo an ninh an toàn cho cái môi trường du lịch của thành phố. Vậy thì bà có thể nói rõ hơn về cái việc nâng cao vai trò người dân ở đây là như thế nào? Từng quận huyện thì đặc biệt là những cái khu vực mà có đông khách du lịch đến, những cái nơi có địa điểm tham quan phục vụ cho du khách, những cái nơi mà có các cái cửa hàng, các cái loại dịch vụ phục vụ cho du khách thì phát động nhân dân để người dân người ta cùng hưởng ứng với chính quyền, với các cái ngành chức năng tham gia vào cái công tác phòng chống tội phạm ở tại địa phương của mình, ở tại cái nơi mà mình sinh sống, nơi mà mình đang kinh doanh, nơi mà mình đang là tổ chức các cái hoạt động phục vụ cho du khách, tuyên truyền để từng người dân người ta nhận thức được, người ta chủ động, người ta tích cực tham gia với mình vào trong công tác này, rồi không tiếp tay, không che giấu là các cái loại tội phạm hoạt động ở cái khu vực mà họ đang sống hoặc là họ đang kinh doanh. Bên cạnh đó thì họ có thể tham gia tố giác tội phạm và là hay là phát hiện những cái hành vi nghi ngờ
các cái đối tượng là có những cái biểu hiện bất thường, thì nếu có được một cái sự hợp tác rất là tích cực của người dân thì cơ quan chức năng người ta có thể kiểm tra và là có thể phát hiện được kịp thời và có thể chủ động để ngăn chặn các cái hành vi vi phạm pháp luật của các cái đối tượng ở các cái khu vực này chẳng hạn. Dạ vâng, xin cảm ơn bạn. Và cuộc trao đổi vừa rồi về thị trường du lịch cũng đã khép lại tạp chí Kinh tế cuối tuần này. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chúc quý vị một năm mới thật thành công và hạnh phúc. Thân ái chào tạm biệt.